chuyện bị gạ khi mà đi làm lễ tân. Cái môi trường làm lễ tân á bị gạ nói chung là cũng ít lắm. Thì có cái khách này, anh cao tầm 1m62, 1m63 gì thôi, chuyên là mặc áo thun phông rộng với mấy cái quần đùi to to, rồi mang đôi giày cái vớ cao cổ đó, cái tướng xì tai, rồi người thì đeo vàng đầy khắp người vậy đó. Chạy chiếc hồi đó gọi là chiếc đi lăng. Ảnh sộp lắm, mỗi lần mà bảo vệ và dắt xe ra xe vô chạy là ảnh bò hẳn 50.000 luôn. Rồi lễ tân cũng thường xuyên được ảnh bò đậm lắm. Và cái anh này không có bạn gái, tất cả những cái cô mà đi với ảnh đều là làm đạo hết á. Mà kiểu như một cô đà chỉ đi 2-3 lần là ảnh đổi cô khác à. Mỗi lần mà thấy bóng dáng anh này từ xa chuẩn bị đi tới là bảo vệ nó hay vô nó chọc là: "Chị An ơi, đai lên tới, là biết khách này thơm." Thì hôm đó nó là ảnh đi trước, anh tới trước rồi cái chị đào chị sẽ tới sau. Cái anh không có chịu lên trên phòng, anh đứng ở ngoài anh đợi, xong mà anh đứng ở ngoài anh đợi. Cái anh đứng anh chống tay lên cái quầy, anh xè nẹo anh ghẹo mình. Anh hỏi: "Ủa em ơi, em bao nhiêu tuổi rồi?" Cái mình: "Dạ em 19 tuổi." "À, em còn đi học không hay là em đi làm luôn?" "Dạ em còn đi học." Ổng la lên: "Trời ơi sao mà giỏi quá vậy, em là người ở đâu?" "Là dạ em là người Lâm Đồng." "Trời con gái Đà Lạt dễ thương lắm." Xong là mình biết ổng khoái khoái mình rồi nha. Xong hỏi: "Em ở trọ ở đâu?" Mình kêu: "Dạ không, em ở với cô chú của em ở Tân Bình á." Chứ không có khai ra là mình ở trọ một mình hay là mình là sinh viên đi ở trọ. "Em dễ thương, em có người yêu chưa, hôm nào đi ăn cơm tấm với anh không?" Ổng đâu có quan tâm mình trả lời là mình có người yêu chưa đâu. Mình nhe răng ra mình cười lịch sự vậy thôi. Ông hỏi là: em có bao giờ em đi phòng trà chưa ta?" Mình kêu: "Dạ chưa anh, hồi đó không biết cái phòng trà là cái gì hết á." Ông kêu: "Trời, hôm nào đi với anh đi, anh chắc đi phòng trà hay lắm, nghe Mỹ Tâm hát, nghe Đàm Vĩnh Hưng hát không?" Mình cũng cứ nhe răng ra mình cười vậy đó. Xong cái chị Đào chỉ tới thì mấy chị Đào là cái tính tình kiểu như cũng nói sao ta, lý la lý lắc đi vô quầy: anh lấy phòng nào vậy, rồi lên phòng chưa anh?" Xong rồi bà quay qua: "Bé nó làm tối hả em?" Mình: "Dạ." Nói chung là mấy bà đó lý la lý lắc lắm. Thì ổng lơ, ổng thèm trả lời cái bà Đào đó. Ổng quay qua ổng tiếp tục nói chuyện với mình. Ông hỏi sao: "Hôm nào anh qua anh chợ đi ăn cơm tấm Thuận Kiều ngon lắm, rồi anh em mình đi nghe hát ở phòng trà nha, cho anh số điện thoại đi bé." Cái biểu mình quay qua mình nhìn bà Đào, cái bà Đào nhìn mình, cái hai đứa tao đã nghẹn ngào luôn. Mà lúc đó mình cũng không biết phải phản ứng như thế nào nữa, tại mình cũng không có dám sừng lại với khách mà cứ nhe răng ra cười hoài thì không có lấn tới. Thì may cái là chị Đào chị hiểu, chị mới dẹo, chị mới nói là: "Thôi lên phòng đi, em còn đi về nữa, chút nữa xuống rồi hỏi." Vậy mà ông lên ông chơi xong rồi ông xuống ông cũng hỏi chứ: "Sao cho anh số điện thoại đi, đi phòng trà vui lắm." Xong mình cứ đứng mình ngại, mình dạ dạ cười cười, ý là mình cũng muốn từ chối rồi. Thì ổng tính tiền, ổng mới rút ra 100.000 ổng cho. Ổng mới nói là: "Cái này cho em nè, đem về dẫn bạn bè em út gì đó đi ăn bữa đi." Xong rồi mỗi lần ổng tới là ổng không có cho bánh thì cũng cho trái cây, hoặc là cũng lại bo đậm đậm xíu, ý là ổng quyết liệt, ổng gạ mình tới cùng á. Thì có một lần giống như là bị ổng nhây quá rồi, có một lần là mặt mình cũng nghiêm lại. Là mình không có sừng với khách nhưng mà mặt mình nghiêm lại, mình ít có cười tươi hơn, ít có thể hiện thân thiện với ổng hơn nữa. Thì sau này ổng đi ổng không có bo cho lễ tân nữa.